Ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu 3 khẩu súng, 21 viên đạn, 1 quả nổ. Qua thời gian xác lập chuyên án, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành bắt giữ Phạm Anh Nhật, 39 tuổi, tại nhà riêng ở xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Công an phát hiện 17 gói chứa viên tinh thể, viên nén màu hồng, xanh, có tổng trọng lượng trên 116 gram, nghi là ma túy. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện Nhật cất giấu 3 khẩu súng, 2 ngắn 1 dài, 1 quả kim loại màu cam giống quả nổ, 21 viên kim loại màu vàng hình viên đạn. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.